Nhiều người có thể là không thích cái việc nó chui rất sâu vào như thế này nhá. Cái này là chui tận chui gầm rồi. Đây chỉ là chân ghế thôi, chưa phần gầm này. Nhưng mà có những người lại thích chui vào gầm vì nó họ sợ nó bẩn ở cái phần trong gầm. Thì ở đây sẽ có cái sự tùy chỉnh cho bạn. Bạn muốn là nó chui gầm hay không chui gầm đều được. Ví dụ bạn không muốn chui gầm thì bạn hãy cắt luôn một cái đường ở đây. Cắt bằng gì? Cắt bằng dao hoặc giấy nhá, không có gì khó khăn ạ. Hay là phần này sẽ có cái hộp điện này. Và bạn cũng muốn chui gầm nhưng chui ngắn thôi thì bạn có thể cắt phần đường này cho tôi. Đảm bảo nét tinh tế như hãng làm luôn. Không bao giờ lo về độ xấu. Đó là cái hay của Pro và đó là cái giá trị. À mà anh thì ra là anh may mắn thì anh được phá đấy. Đây, ra Rồi các bạn hãy xem là cách anh Vinh xử lý như thế nào khi mà cái thảm mình nó bị hơi bị dư do mình đổ loa. Và như nãy mình đã giao đổi thì mình đã độ hai cái, một bên súp và một bên 5 ly, và bên đã bị cấn. Thành ra cái độ thẩm mỹ thì nó có thể là chỉ hoàn thiện ở mức 80% thôi. Nhưng mà anh Vinh đã hỗ trợ cho mình và giải thích là những cái phần dư khuôn đó thì có thể cắt ra được. Và chúng ta hãy xem là anh xử lý cái vấn đề này như thế nào khi mà đưa thảm vô trọn vẹn ha. Ok. Cái thảm này nó sẽ dễ dàng cắt với con dao. Dạ. Chú ý là không dùng kéo để cắt. Dạ. Đấy. Đã đưa theo những cái đường đã có sẵn nếp hết như này rồi. Và muốn cắt dễ dàng hơn nữa thì chỉ cần cho ra nắng một chút thôi. Nó mềm giãn nè. Vâng. Cái này nó sẽ mềm khi mà có nhiệt độ và nó sẽ hơi rồi. nó sẽ cứng lên một chút khi mà nhiệt độ nó lạnh. À, Đấy, nó sẽ ok. co giãn Đấy. Đấy, tắt tắt ra như thế này là không có một chút lỗi lầm gì luôn nha mấy bạn. Đây, xem độ mịn đi. Mịn, chính xác đây cũng là những cái đường cắt cả bằng dao cả. Vâng, đây cũng sẽ là những đường cắt bằng dao. Ok. Đó. Thì dao bạn sắc tí nữa là mọi thứ nó như vẽ luôn. Rồi, bây giờ đưa vào thử xem như thế nào nhé. Ok. Cái này nó là bên phải này. Đây thì nhờ cái cũ chúng ta biết là nó dưới này có cái sắt thì chúng ta làm mọi việc còn nhẹ nhàng hơn đi. Chúng ta sẽ đưa cái này vào trước. Đẩy lên thôi. Và đóng chốt lại. Đúng rồi, biết rồi thì cái gì nó cũng đơn giản nhỉ. Thế mới bảo biết trước làm giàu. Biết trước đúng là làm giàu thật, mọi thứ nó nhẹ nhàng thật. Đúng không? Đấy. À, các bạn đã thấy là anh Vinh đã fit lại cho mình thì nó không còn cái gì lỗi lầm mà không bị đùng nha, phẳng phiu các kiểu đó. Kata phải là nó là những người cực kỳ quan tâm trong việc đã làm chính xác từng mm rồi, thì trong cái việc biết khách đậu xe trước luôn. Cái này mình theo mình nghĩ là biết khách đậu xe trước luôn, nâng cấp âm thanh trước luôn mà đã đưa những cái khuôn như thế cho chúng ta khi mà fit lại để nó vừa y luôn. Phải nói là tuyệt vời, anh không còn gì phải bàn cãi. Anh khá khá mã lực đấy. Ok, Ok, tôi cảm ơn ok anh, dạ cơ rồi. sở làm ăn phát đạt. Vâng, đấy. rồi, thì như mình đã nói thì Thảm Kata là một công ty cực kỳ quan tâm đến tất cả những gì mà chiếc xe bạn đang cần trang bị về nội thất bên trong. Và cảm ơn một lần nữa anh Vinh từ phía Kata đã đến hỗ trợ em và cho em món quà ngày hôm nay. Em rất Ok, là cảm ơn. cảm ơn anh em ạ. Atu 35 Bình Dương. Ok.